Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi đến Santa Clara Convention Center, một cái rạp rất là đẹp của thành phố Santa Clara, nằm cạnh ngay San Jose, để tham dự một chương trình âm nhạc rất là hay. Đó là chương trình Thanh Tuyền, kỷ niệm âm nhạc và cuộc đời. Và một hân hạnh của chúng tôi là trong dịp này được có dịp gặp nữ ca sĩ Khánh Ly, một người ca sĩ mà có thể nói rằng tới 60 năm gắn vận nước nổi trôi của Việt Nam. Và chúng tôi có một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ để quý vị theo dõi. Trước hết xin trân trọng kính chào chị Khánh Ly. Là thưa chào anh, xin phép anh để kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình của anh. Thưa quý vị, chị Khánh Ly đó được chị Thanh Tuyền mời một cách rất là trân trọng, bởi vì chị Thanh Tuyền cho rằng đó là người bạn mà chị Thanh Tuyền rất là quý mến, và cũng là người chia sẻ với Thanh Tuyền nhiều kỷ niệm. Nhân dịp hôm nay, trước khi mình đi chuyện riêng một chút xíu về chị, thì có thể chị nói đôi chút về những kỷ niệm, những điều đáng nhớ giữa chị và nữ ca sĩ Thanh Tuyền, thưa chị. Dạ thưa quý vị, thưa anh, nếu mà nói về chị Thanh Tuyền thì có lý hơn là nói về tôi bữa nay. Tại vì có nhiều người cũng thắc mắc là tại sao Thanh Tuyền mà lại có Khánh Ly, tại sao Khánh Ly mà lại đi với Thanh Tuyền. Ta cái chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Chúng tôi thân nhau không phải vì Thanh Tuyền là Thanh Tuyền, cũng chẳng phải vì tôi là Khánh Ly. Chúng tôi đơn thuần là hai người đàn bà có những cái cảnh ngộ, có những cái nỗi niềm éo le, cay đắng giống như nhau, cho nên dễ thông cảm. Và những ngày tháng chúng tôi cùng đi hát với nhau lại càng làm cho chúng tôi thân nhau hơn. Mà chúng tôi cũng chẳng nhớ đến cái chuyện mà Thanh Tuyền hay Khánh Ly, nhạc này hay nhạc kia. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi là những người bạn, là những người có thể gửi gắm, có thể chia sẻ. Tại vì có một người nghe mình nói, điều đó quý lắm. Và cái người nghe mình nói đó lại có thể chia sẻ được với mình. Tôi muốn làm một cái người nghe chị Tuyền nói và chia sẻ với Tuyền những cái điều Tuyền nghĩ mà Tuyền không thể nói với ai được, Tuyền vẫn có thể nói được với tôi. Hoặc là nhiều khi chúng tôi chẳng cần nói, chúng tôi chỉ gặp nhau là cảm thấy là có một cái sự chia sẻ giữa hai người rồi. Đó là lý do tại sao Tuyền lại kêu tôi đến đây ngày hôm nay, trong cái dịp kỷ niệm 50 năm cuộc đời và âm nhạc của Thanh Tuyền. Tôi hy vọng là cuốn DVD này sẽ được các anh chị các nơi đón nhận. Tại vì tôi chỉ mới nghe Thanh Tuyền hát có mấy bài mà tôi đã chảy nước mắt rồi. Thì tôi tin là Thanh Tuyền đang trình bày những bài hát dường như là viết riêng cho Thanh Tuyền đó, cho cái cuộc đời của Thanh Tuyền đó. Chúng tôi cũng đồng ý với chị Khánh Ly ở cái điểm là tôi đứng sau cánh gà để nghe Thanh Tuyền hát. Mà chính tôi cũng nhiều lúc rùng mình nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm của thời chiến tranh Việt Nam. Chúng ta nhớ lại các cái giai đoạn trong lịch sử Việt Nam, và Thanh Tuyền mỗi lần những cái lời nhạc nó đi ra giống như đánh thức dậy những ký ức của chính mình. Và hồi nãy chị có nói đến đó, chị với Thanh Tuyền có nhiều cái kỷ niệm éo le và cay đắng. Chị có thể tiết lộ một trong những kỷ niệm đó không thưa chị? Nói bây giờ đó thì nó mất hay phải không? Thôi anh cho phép để tôi được tiết lộ cái đài này trong cuốn DVD của chị Thanh Tuyền. Và khi nào quý vị đón nhận cái cuốn DVD này, quý vị sẽ biết thêm một cái mảnh đời riêng của Thanh Tuyền. Cái điều chắc chắn là cái tiếng hát hay là khuôn mặt của Thanh Tuyền thì không ai còn lạ nữa, bởi vì bà đã nổi tiếng cả 50 năm rồi. Gần như là phải nói là người Việt Nam nào thì cũng biết Thanh Tuyền, cũng nghe Thanh Tuyền. Nhưng còn có những cái uẩn khúc ở sau cái tiếng hát đó, sau cái tên tuổi đó, sau nụ cười đó, có nhiều người không biết. Thì xin hãy đón nghe. Có lẽ cũng nhân dịp này mời quý vị, nếu
có nghe cuốn cuộc phỏng vấn hôm nay thì quý vị cũng nên chờ đợi để đón xem cuốn video 50 năm kỷ niệm và cuộc đời của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và trong đó chắc chắn là có phần tiết lộ những cái kỷ niệm éo le và cay đắng của chị Khánh Ly với Thanh Tuyền. Xin chị có câu hỏi cuối cùng mà dư luận cũng rất quan tâm, là chị vừa có một cuốn sách được phát hành. Chị có thể nói đôi chút về cuốn sách này thưa chị? Dạ thưa anh, đó là cuốn Đằng Sau Những Nụ Cười. Khi tôi ghi lại tất cả những cái chuyện thật xảy ra với tôi và các bạn, thì tôi cũng chỉ nghĩ cái này là những cái chuyện mà mình nhìn thấy, những cái điều mà mình nghe, rồi những cái lời mà bạn bè nói vui cười với nhau, ghi lại đi để một cái lúc nào đó, thí dụ nằm ở trong viện dưỡng lão chẳng hạn, mở ra đọc, mình nhìn thấy qua những cái trang viết đó là khuôn mặt của bạn bè mình, người mất người còn, thì vui hay buồn nó đều ở những cái hình ảnh đó, trên những trang sách đó. Thì chính nhà tôi là người khuyến khích tôi ghi lại, và tôi cũng không ngờ là đã được in thành sách. Thì qua cái cuốn sách này, ai đọc thì cũng sẽ thấy được những vui buồn sướng khổ, có vinh có nhục của một đời nghỉ ca sĩ, của một đời Việt Nam ở hải ngoại. Xin hãy ghi nhận, cũng như là ghi nhận tấm lòng của tôi và các bạn tôi, những người đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho nghệ thuật và cho khán giả Việt Nam. Rất là cảm ơn chị thời gian chị đã dành cho chúng tôi, mặc dù chị sắp lên sân khấu trình diễn. Và cũng nhân dịp này với thưa quý vị là cuốn sách Đằng Sau Những Nụ Cười của ca sĩ Khánh Ly đang được mà độc giả khắp nơi mà ái mộ. Riêng tại trong nước, theo nguồn tin chúng tôi nhận được là cái giá bán cuốn sách đó có thể nói là giá cao kỷ lục trong thị trường sách Việt Nam hiện nay. Xin chúc mừng chị thành công, và hy vọng là có dịp gặp lại chị để mà có những cái tìm hiểu thêm về một số câu hỏi mà quý vị khắp nơi quan tâm. Xin cảm ơn chị, xin mời chị gọi lại chào quý vị. Dạ xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện ngắn này. Rồi xin kính chúc tất cả quý vị bình an, may mắn và hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn chị, xin chào chị.